người dân á, mà phỏng vấn là người dân. Mình xuất phát tại khu nhà trọ của mình anh, rồi đến tại Vũng Nghi, khu chỗ ngã tư chuồng xanh đèn đỏ của Phan Văn Hướng với quốc lộ 1A bị chốt mình chặn lại. Rồi cơ quan chức năng ta yêu cầu mình những cái vấn đề gì? Yêu cầu mình là phải có xác nhận của địa phương, rồi bên rồi trong đây người ta mới trả mình về được. Mà bây giờ mình có xin xác nhận địa phương thì địa phương lại chỉ xác nhận tại nơi mình cư trú, nơi mình có tạm trú tạm vắng đó, mà bây giờ xuống xin thì người ta lại chỉ ra ngoài mình. Thì bây giờ là mình tính như thế nào, mình không được về quê thì mình phải làm sao? Thì bây giờ nói chung với tụi anh thì tụi em cũng trả phòng hết trơn rồi, ở đã gần cả 2 tháng trời rồi, không có tiền mà đóng tiền trọ. Ăn uống thì ngày mì tôm, tối cũng mì tôm. Mà bây giờ thì biết là mình đi vậy thì mình cũng sai, do mình đã vi phạm vô là tập trung đông người. Nhưng mà bây giờ ở lại thì mình cũng không có tiền, mình cũng không biết cái đường nào để. Sáng nay bạn bè của mình về là bao nhiêu người? Nếu mà ở trong nhóm mà mình định của em không là mấy chục người. Là đồng hương với nhau luôn, cùng quê là ở đâu anh ha? Bình Định này nếu mà ở Quy Nhơn của tụi em thì 5 đứa, mà còn ở Phù Cát thì được là tổng cộng 35 người. Hồi nãy anh đã trở lại rồi. Nguyện vọng của mình là như thế nào? Sao? Mong muốn của mình hiện tại là như thế nào? Mong muốn của tụi em nói chung bây giờ cũng muốn về quê để mình gọi là có cái nữa mình sinh sống, chứ còn ở trong này tụi em nói thiệt bây giờ hết sức, chịu hết nổi. Giờ hiện tại là ở quận Bình Tân, nhà em ở phải chơi 2 tháng rồi, nhưng mà giờ ăn uống thì khó khăn, và thứ hai nữa tiền trợ cấp thì nhà cũng không có, cái cài chứ ở đấy chỉnh thực cơ về là lương thực thì nhà em cũng không có để mà ăn, mà sụt ngay vừa ăn mì tôm như thế này là giống như nhà em phải sắp xếp như thế nào để hết chỉ thị rồi nhà em sắp xếp xá để về. Chứ ở chỗ Hồ Chí Minh thì chỉ có chết đói với là bị bùng chết thôi. Thì sáng nay mình đi tới đâu thì tình hình sao chia sẻ cho chúng tôi sáng. Nhưng mà nhắm chưa đi thì từ ở quận Bình Tân thì về mình đi bình thường còn quá chột được, nhưng mà hiện tại về nên tấn hiệp nhất là ở ngay ngã tư là các anh công an và các bên bộ phận biên phòng đã dừng chốt và cho mọi người dừng lại. Rồi thì bây giờ phương án tiếp theo là mình tính như thế nào ạ? Phương án tiếp theo thì chúng tôi là muốn về Nghệ An. Về Nghệ An hả? Sáng nay bao nhiêu người về Nghệ An giống mình ha? Giờ nằm dưa nói chúng là hiện tại ở Hồ Chí Minh đi Nghệ An rất là đông. Không, ý là sáng nay đi cùng anh là bao nhiêu? Sáng nay đi rất, nói chung đi rất nhiều, nhưng người chưa không để được kèm được quân số được. Bây giờ mình nếu mà không về được thì mình tính làm sao? Giờ không về được cũng phải về, vì là ở Hồ Chí Minh không thể sống được lại ở đây nữa. Vì hiện tại ở đây dịch rất là quá cao, mà hiện sống ở đây thì rất là khó khăn. Nên chúng tôi về nhà, tha đang cách ly ở nhà, chết ở nhà rất có xác. Ở đây chết không có xác đâu. Người lao động tay chân vào Sài Gòn đây lập nghiệp kiếm tiền về phụ giúp ông bà, giúp ông mẹ. Giờ vào như thế này thì dịch bệnh thì giờ đang khó khăn. Thì con làm, con ở dưới thủ trò, ở dưới chỗ Bình Chánh. Đến khi con đi bữa mùng 3 tháng 8, con không có đóng tiền phòng, cô chủ trò cô đuổi con. Thì con nói với cô chủ trò là: ôi, tiền có thể hôm nay con không đóng, ngày mai con sẽ đóng cho cô sau. Con không phải là người là không đóng cho cô đâu. Giờ cô đuổi trong lúc là dịch bệnh như thế này, cả nước đang gồng mình chống dịch, mà giờ cô đuổi con đi thì con đi lang thang ở ngoài đường đó thì con biết ở đâu. Cô ấy bảo con là: mày muốn ở đâu kể mày. Thì con nói nếu mà cô giờ không cho con ở nữa thì con đi ra ngoài. Thì công an rồi phường rồi là công an giao thông cảnh sát rồi nó hỏi con đi đâu. Thì con nói con ở đây giờ không có đóng tiền phòng, ăn uống không có, không đủ ăn nữa. Thì con đi ra ngoài nữa thì giờ thì con sẽ như thế nào. Cô ấy bảo là công an nó hỏi thì mày cứ chỉ về
đưa về chỗ của đâu. Rồi là đó, chỉ bà luôn. Rồi con đuổi con ở chỗ ấp 2 xã An Phú Tây. À, Bình Chánh. Sáng nay mình đi bao nhiêu người về quê? Sáng hôm nay thì con đi cũng tầm khoảng 4-5 người chứ đó thôi. Giờ nhưng không phải là đi theo Nghệ An thôi, đi theo đoàn Nghệ An đấy thôi. Nhưng mà làm sao mình biết mà mình rủ nhau về hay sao? Thì con thấy người ta đi về đông thì người ta bảo, thì con thấy người ta đi thì em thấy người ta đi thì em đi thôi, vì em có chỗ ở nữa. Lúc nay mình có biết là cái việc đi xe máy về quê là được không được cơ quan chức năng cho phép không? Thì giờ em thấy đông người thì em cũng đi theo thôi, thì con em nói này cũng không hay hơn đâu. Em cũng lương tâm em cũng không hay hơn chứ đi về đâu, vì trong này giờ chỉ càng ngày càng căng thẳng. Giờ chỗ ăn thì không có mà ăn nữa. Đó thì bọn con đi lao động tay, bọn em đi lao động tay chân. Thì có gồng được 1 tháng đến 2 tháng gì đó thôi. Đó giờ tiền đâu thì trợ cấp rồi cũng hết. Giờ ở lại đi ăn cái gì đây? Đó thì em nói như vậy thì cán bộ rồi. Bây giờ nếu mà không được phỏng của anh là như thế nào? Dạ. Nguyện vọng của anh là bây giờ là... Nguyện vọng của em thì giờ em muốn nếu mà các chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh mà tạo được điều kiện thì cho con em thì về Nghệ An á, thì cảm ơn rất nhiều, cảm ơn chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện như vậy, là bọn con nếu mà bọn con tạo điều kiện như vậy thì bọn em về sẽ cách ly đàng hoàng đầy đủ, là chỉ thị 5K, khai báo y tế đàng hoàng đầy đủ. Chúng tôi đã cam kết là sẽ chăm lo cho bà con đầy đủ, và chúng tôi cũng đã phối hợp với địa phương các tỉnh thành để đảm bảo rằng là người dân ở các tỉnh thành đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được là chăm lo đầy đủ. Do đó bà con không nên về quê trong giai đoạn này, vì việc tự lưu thông bằng xe cá nhân sẽ nguy hiểm tới tính mạng và sẽ gây không an toàn cho cộng đồng. Do đó đề nghị bà con là tin tưởng vào lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành sẽ chăm lo cho bà con đầy đủ. Trước hết là chúng tôi mời bà con đến đây để tuyên truyền cho bà con nắm rõ về cái chủ trương của thành phố. Cái thứ hai nữa là cũng khuyên bà con là nên trở về cái nơi mà mình đang sinh sống. Đó, và trước mắt thì chúng tôi sẽ lo cơm trưa cho bà con, cũng như là sẽ hỗ trợ cho bà con là có đầy đủ sức khỏe để quay trở về cái nơi mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Muốn về quê năm nay dịch quá thì mình phải về đó, chứ mình không có thể không có đủ điều kiện chi tiêu trong công việc thì không có thể làm. Là mình ở đâu anh ha? Phường nào? Bình Trị Đông Hoa. Bình Trị Đông Hoa. À, Bình Trị Đông Hoa. Sáng mình xuất phát từ đâu tới đây thì mình bị chặn lại và cơ quan chức năng ta xuất phát từ phường Bình Trị Đông Hoa tới đây là bị chặn lại. À, lúc nào thì có đông không anh? Dạ, đông. À. Khoảng bao nhiêu? Tầm 3 đến 4 trăm mấy người. À, thì sau đó là phương họ vận động và cơ quan chức năng ta vận động mình như thế nào? Thì viên người dân đi về chứ không có đi qua được, rồi gặp cấm khỏi ra, không cho ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh. À, thì sau đó thì mình bây giờ mình sắp xếp như thế nào để mình về? Thì là bên phường giúp người dân đưa về phòng trọ để hỗ trợ hỗ trợ. À, thì dự kiến trong những ngày tới mình sẽ tiếp tục gọi là cách ly sống như thế này. Thì tiếp tục cách ly tại trọng với công việc của tao không có làm. Mình là khó khăn như nào anh hả? Thì mình trừ xin việc không được, nhưng mà không có tiền để chi tiêu. Là công việc của thương minh ai, mình là già làm gì anh? Làm mình cơ khí. À, dạ. Đối với lại cái việc mà người dân đang cư trú, làm ăn, sinh sống trên địa bàn của quận Bình Tân mà từ tỉnh đến đây là cư trú là làm ăn đó, thì quận đã có báo cáo thành phố, và thành phố đã có cái sự đồng thuận là những người dân hiện nay nếu ở lại địa phương thì địa phương phải có cái chăm lo để có cái đảm bảo cái đời sống cho người dân trong cái giai đoạn phòng chống dịch này. Trường hợp mà người dân muốn về quê ở các tỉnh thì đăng ký với lại tổ dân phố, khu phố, phường
để lập danh sách và quận sẽ tổ chức cái đoàn để đưa về khi có sự đồng ý của các tỉnh. Theo cái chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái hỗ trợ cho nhân dân, là đó là nguyện vọng là chính đáng của người dân thôi. Tuy nhiên trong cái giai đoạn phòng chống dịch này thì thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là ai ở đâu thì yên đó. Cho nên quận cũng ra sức là tuyên truyền vận động người dân và công nhân là cố gắng là chấp hành đúng cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là ở lại địa phương, thì địa phương sẽ hỗ trợ chăm lo. Bây giờ thì cái những cái trường hợp như sáng nay thì cái hướng giải quyết của mình như thế nào? Khi một số trường hợp người dân trên địa bàn quận Bình Tân cũng có, ở quận Bình Chánh cũng có, thì quận cũng đã chỉ đạo các cái lực lượng chức năng thực hiện cái giải pháp là dừng cái đoàn này lại để tuyên truyền vận động đối với lại nhân dân, người dân là thực hiện quay về cái chỗ mình đã cư trú. Thì quận, những người dân trên địa bàn của quận thì quận sẽ có trách nhiệm cùng với phường, chỉ đạo phường vận động các cái chủ nhà trọ để có cái miễn giảm tiền nhà trọ cho công nhân trong một tháng này. Là trường hợp mà chủ nhà trọ mà hỗ trợ tạo điều kiện thì rất tốt, còn không nữa thì quận và phường sẽ có cái chăm lo hỗ trợ cái chi phí đó cho công nhân, cho người dân để yên tâm ở lại. Cái thứ hai là đối với lại cái việc là lương thực thực phẩm thì địa phương sẽ có cái chi, có cái hỗ trợ để cho người dân đủ cái lương thực thực phẩm để sống trong cái một tháng nữa thực hiện cái giãn cách theo chỉ thị 16 trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thứ ba là vẫn tiếp tục thực hiện cái câu chuyện là người dân vẫn có nguyện vọng đi về ở các tỉnh, và các tỉnh đó cũng đồng ý là sẽ tiếp nhận người dân này, thì quận sẽ phối hợp với lại Sở Giao thông thành phố để tổ chức các cái đoàn mình đưa dân về tới nơi, chứ không phải là để dân đi tự phát thế này. Và trước khi đi thì quận cũng sẽ có cái xét nghiệm, những trường hợp mà đảm bảo âm tính thì đủ điều kiện thì chúng ta đưa đi, còn những trường hợp còn lại thì sẽ được đưa vào khu cách ly để có cái thăm khám điều trị sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.